Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, mặc dù cơ quan chức năng đã triển khai rất nhiều giải pháp để phòng ngừa tai nạn giao thông trên tuyến đường quốc lộ 51, tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn luôn rình rập trên tuyến đường này. Nguyên nhân chính vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông. Khuya ngày 22 tháng 6 vừa qua, trên tuyến đường này lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người chết, hai người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thanh niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh gây ra vụ tai nạn trên và không có giấy phép lái xe theo quy định. Đối tượng Đặng Quang Thủy, 19 tuổi, trú tại Yên Thành, Nghệ An, vừa bị công an xã Phú Bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 6, Thủy điều khiển xe mô tô 150 phân khối lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đến thành phố Bà Rịa. Khi đến trước cổng chợ mới Phước Hòa, thuộc phường Phước Hòa, thì đâm vào ông Huỳnh Việt Thắng, 60 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau, và bà Bùi Thị Thiêm, 37 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp, cùng một cháu bé 9 tuổi đang đi bộ sang đường trong khu vực có vạch sơn kẻ đường dành cho người đi bộ sang đường. Sau khi va chạm, bà Thêm văng ra phía trước và bị xe của Thủy cán qua người. Ngay lúc này, anh Trần Trường Giang, 19 tuổi, trú tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, bạn của Thủy, đi mô tô nhãn hiệu Winner lưu thông cùng chiều với Thủy, phía bên trái chạy lên đâm vào ông Thắng, xe anh Giang cũng ngã xuống đường. Hậu quả, vụ tai nạn làm ông Thắng và bà Thêm tử vong. Giang và cháu bé 9 tuổi bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, Thủy đưa anh Giang đi cấp cứu và tự ý đưa xe mô tô của mình rời khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, Thủy bị công an thị xã Phú Mỹ bắt giữ khi đang lẫn trốn ở Đồng Nai. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định chiếc xe mô tô do Thủy điều khiển và gây ra vụ tai nạn trên do chị Đặng Thị Huyền, 25 tuổi, là chị gái của Thủy đứng tên. Tại cơ quan công an, Thủy thừa nhận hành vi gây ra vụ tai nạn giao thông trên, đồng thời thừa nhận không có giấy phép lái xe theo quy định. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 9 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, số người chết tăng 3 người, số người bị thương giảm 2 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn hai vụ do lưu thông không đúng phần đường, một vụ do không chú ý quan sát, một vụ do vượt xe không đảm bảo an toàn, một vụ do không giữ khoảng cách an toàn, bốn vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 974 trường hợp, trong đó có 291 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 1.000 trường hợp với tổng số tiền phạt 594 triệu đồng tạm giữ 177 xe mô tô, ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 67 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.